Đầu tiên là chiến lược bán cho năm tới sẽ là chiến lược cầm cự, hay chiến lược tăng trưởng, hay chiến lược đột phá, hay chiến lược gì ạ? Quân bình, tức là ổn định. Cầm cự hay ổn định, hay tăng trưởng, hay đột phá. Đấy là một trong bốn chiến lược bán mà năm nào cũng phải nói ra với nhau. Muốn lập được kế hoạch doanh thu bán hàng, người ta phải làm trình tự có lớp lang. Ý thứ nhất, lập và quản trị chất lượng kế hoạch bán. Thầy sẽ nói rộng khắp ở tất cả các mô hình của các anh chị ngồi đây. Để mà lập được một bản kế hoạch doanh thu bán hàng thì chúng ta cần phải chuẩn bị, có 5 phần chuẩn bị. Chuẩn bị thứ nhất này, dữ liệu khách hàng hiện hữu đã được phân tổ. Bây giờ thầy sẽ giải thích thế nào là dữ liệu khách hàng hiện hữu đã được phân tổ. Ví dụ, trường hợp thứ nhất thì sẽ rõ hơn này. Nếu đó là doanh nghiệp kinh doanh B2B, doanh nghiệp kinh doanh B2B thì có phải ký hợp đồng với khách, xong rồi định kỳ hàng tháng họ sẽ lấy hàng. Ví dụ, ở mảng xăng dầu của Hải Phát có cả B2C và B2B. Hay là của em, sản phẩm của em là sản phẩm B2B. Có đúng không? Thế thì trong trường hợp đấy B2B, bạn phải có danh sách khách. Danh sách khách hàng đã được phân loại, phân tổ. Ví dụ, khách hàng loại A, khách hàng loại B và khách hàng loại C. Bạn không thích gọi ABC hoặc gọi XYZ, tùy bạn. Bạn thích gọi là khách hàng tốt, khách hàng trung bình, khách hàng xấu thì kệ bạn. Miễn là nên phân tổ thành ít nhất 3 nhóm. Nhóm thứ nhất nó đảm bảo giao dịch lớn và thường xuyên. Lớn cộng thường xuyên. Loại thứ hai là giao dịch trung bình và không thường xuyên. Loại thứ ba là gì ạ? Không xác định được quy luật. Lúc lấy hàng, lúc không lấy. Cái chỗ này thầy sẽ nói đến mức mà các công ty có thể thay đổi luôn một cái thể thức bán hàng. Trước đây chúng ta bán hàng bị động, nhưng bằng việc phân tổ, cho tới đây chúng ta sẽ bán hàng chủ động. Thế sau này, từng cái danh sách khách hàng này nhé, là đội kinh doanh của các anh chị. Họ phải lên đường. Đó là hiện trường. Nguyên tắc thứ hai là hiện trường. Với danh sách khách hàng trong tay, gọi là dữ liệu khách hàng hiện hữu đã phân tổ này, thì bạn phải lên hiện trường làm cái việc gọi là tham vấn, chăm sóc và ký tiền đề, hay còn gọi đầy đủ là ký thỏa thuận tiền đề. B2B bắt buộc phải làm thế. Mà cái việc tham vấn đơn hàng nó không chỉ thực hiện ở thời điểm cuối năm, mà quý nào cũng phải làm, tháng nào cũng phải làm. Một nhân viên bán hàng phải có một cái lịch gần như rất rõ ràng, rằng ngày mai em sẽ gọi chăm sóc khách hàng nào, tuần tới em sẽ đi thăm khách hàng nào, khi nào thì công ty hoặc phòng bán hàng sẽ tổ chức hội nghị khách hàng chứ. Thí dụ vậy. Thế thì từ đây này, các anh chị nhìn thấy nhé. Nếu như tôi biết được rằng tôi có ví dụ 10 ông khách hàng loại A, trung bình một tháng một thằng khách hàng loại A sẽ trôi cho mình bao nhiêu hàng, nó nổi lên bao nhiêu doanh thu. Đó, thì loại B cũng tư duy tương tự như vậy, nhưng để chắc chắn, tuyệt đối không được võ đoán. Tức là phòng bán hàng không được ngồi trong phòng xem đoán nha, thằng B, thằng C này năm nay mỗi tháng bao nhiêu ta. Phải thống kê trong quá khứ. Nhưng không những thống kê trong quá khứ, anh ta phải làm một cái việc là rất hiểu khách hàng. Ví dụ thế này là hiểu khách hàng này. Bạn bán nguyên liệu cho người ta để bỏ vào nhà máy của người ta sản xuất, thì bạn phải tìm hiểu bằng được là trong nhà máy của người ta cái quy mô nó tiêu thụ bao nhiêu, và công ty mình hiện nay đang bán vào đó bao nhiêu. Ví dụ xăng dầu Hải Phát đi, có một ông khách hàng trung bình một tháng nó cần dùng đến ví dụ 5.000 lít dầu. Đấy là tổng công suất của nó phải dùng. Nhưng hiện nay bà mới bán được cho nó 1.000 lít trên một tháng.
thì biết ngay thị phần của bà trong đó còn bao nhiêu ạ? Mới có bao nhiêu ạ? 20%. Mà câu chuyện kinh doanh và cạnh tranh là người ta tìm cách gì? Người ta tăng thị phần trên từng đầu khách đối với B2B. Đó, làm đến cỡ đó, khách hàng cũ. Đấy là một. Tương tự như vậy thì với B2C. Các anh chị ạ, chìa khóa nó vẫn nằm ở chỗ kéo khách hàng cũ lặp lại. Nhưng mà với ông bán quan tài, với này ông chụp ảnh cưới mà ông bảo nó quay lại là chết cha nó rồi, đúng không? Nó chết có lần thôi mà. Nhưng cái ý quay trở lại ở đây tức là gì ạ? Nó lan tỏa và giới thiệu. Vì trong trải nghiệm khách hàng có 6 thành tố. Thì thành tố thứ 6 là word of mouth. Tức là gì ạ? Truyền miệng. Vậy thì hoạt động truyền miệng cũng được xem nó giống như khách hàng trở lại. Chúng ta phải tìm cách họ truyền miệng ra, họ lan tỏa cái niềm tin thương hiệu của chúng ta. Chìa khóa vẫn nằm ở đâu ạ? Chăm sóc khách hàng cũ. Chìa khóa thứ hai vẫn là tìm khách hàng mới, phát triển thị trường mới. Chìa khóa thứ ba là gì ạ? Tăng chi tiêu trên một khách hàng, không phân biệt mới hay cũ. Thì đấy là ba tư duy để xác lập kế hoạch bán hàng. Nhưng với B2C thì các bạn phải làm đến cái phần dữ liệu thứ hai quan trọng hơn rất nhiều so với B2B. Đó là dữ liệu bán bao gồm tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng bình quân, sale trend và chính sách giá. Đó là những phần phải chuẩn bị chi tiết. Bây giờ thầy sẽ nói là tỷ lệ chuyển đổi hay còn gọi là bộ chuyển đổi. Sang chuyên đề kinh doanh thì sẽ phân tích kỹ hơn. Nhưng đã là kinh doanh B2C, nhất định công ty phải thống kê được một thông tin, nó gọi là tỷ lệ chuyển đổi. Cũng với tư duy tương tự như vậy, với những anh bán lẻ nhưng dưới hình thức shop hoặc nhà hàng, thì câu chuyện ở chỗ là gì ạ? Cũng tương tự như thế, nhưng có hai thông tin rất quan trọng mà phải quản trị được. Thông tin thứ nhất này, lưu lượng khách. Lưu lượng khách. Lại phải chia ra. Lưu lượng khách cao điểm. Lưu lượng khách thấp điểm. Và lưu lượng khách trung bình ngày. Đấy. Mùa nào cao điểm? Ví dụ làm nhà hàng tại Nha Trang thì mùa nào? Nha Trang có thể không quá phân biệt được mùa vụ, nhưng ở Hạ Long chẳng hạn thì mùa đông với mùa hè nó khác nhau cả trời cả vực. Đó. Thì tất cả những con số này là phải có này, lưu lượng khách. Thứ hai là giá trị chi tiêu bình quân. Chi tiêu bình quân trên một khách. Và con số thứ ba, bất luận là online, B2C, B2B hay shop đều phải thống kê được tỷ lệ khách hàng lặp lại. Sáng nay có ngồi cà phê với Sơn Đảo. Bạn bảo khách của em B2B nhưng tỷ lệ trả lại của em là 78%. Thích không? Thích. Tỷ lệ khách hàng trở lại của thầy cũng đông đấy. Cứ năm này qua năm khác không bỏ khóa nào. Đấy. Thì gọi là khách hàng trở lại đấy. Vậy thì cái nỗ lực của người ta là chăm sóc khách để cho người ta gì? Trở lại. Chăm sóc khách để người ta giới thiệu ra. Chăm sóc khách để người ta lan tỏa cái lòng tin thương hiệu. Để làm gì? Kết hợp với các con số như đơn bình quân, tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ khách lặp lại, lưu lượng khách, thì người ta mới đoán được ra, hay còn gọi là ước tính ra doanh thu kỳ vọng. Đấy, phải làm đến như thế anh chị ạ. Chứ không phải là mấy thằng bán hàng ngồi trong phòng đóng cửa vào, xong bảo năm nay đặt luôn lên con số tăng trưởng 30% cho sếp thích. Như thế là giết sếp luôn. Làm kiểu đấy là sếp bán nhà có ngày. Kế tiếp này, dự kiến tăng thị phần và tăng lượng khách là tăng ở đâu? Tăng thị phần thầy nói rồi có hai cái. Một là tăng thị trường vật lý, hai là tăng thị trường trên một khách. Thế còn gì? Thì tất cả các khía cạnh, thầy phân tích nhiều khía cạnh như thế,
Để ở đây có doanh nghiệp bán B2B, bán B2C, bán online, bán shop, chúng ta cùng có cái góc nhìn tư duy như vậy để xác lập kế hoạch kinh doanh. Kế tiếp này, báo cáo bán hàng của năm quá khứ để làm gì? Để tham khảo. Nhắc lại nhé, dữ liệu bán hàng của năm quá khứ chỉ để tham khảo mà thôi, chứ tuyệt đối không được sử dụng nó làm căn cứ số liệu lập kế hoạch năm nay. Điều này thì năm nay thầy phải khuyến cáo đến nơi đến chốn. Vì trong suốt mấy năm vừa qua, cái câu chuyện thầy thường nghe thấy nhất là các công ty mang báo cáo của năm trước ra, xong ốp một tỷ lệ tăng trưởng, xong rồi đưa ra kế hoạch bán. Thế có chết không? Năm trước nó qua rồi, năm tới đây nó không hề như thế. Năm tới đây nếu giỏi hơn một chút nữa thì còn phải phân tích thị trường, còn phải phân tích tình hình chi tiêu. Ví dụ năm 2023, chúng ta nhìn thấy một câu chuyện suy thái về mặt bản chất, đó là giảm lượng cầu. Dân ít tiền đi, kiệt quệ sau Covid. Đơn hàng xuất khẩu thì không trôi, công nghiệp phụ trợ vì thế nó chết theo. Bất động sản nó chết thì một loạt ngành nó chết theo. Nội thất nó chết, có phải không? Hoàn thiện nó chết, không chuyển nhanh thì chết. Chuyển sang ngách khác may ra sống. Đó. Thì những thêm về những cái nhận định như vậy để người ta biết được rằng đầu tiên là chiến lược bán cho năm tới sẽ là chiến lược cầm cự, hay chiến lược tăng trưởng, hay chiến lược đột phá, hay chiến lược gì ạ? Quân bình, tức là ổn định. Cầm cự hay ổn định, hay tăng trưởng, hay đột phá. Đấy là một trong bốn chiến lược bán mà năm nào cũng phải nói ra với nhau. Nhận định sai cái này chết liền, không? Thị trường nó đang rối ren thế này, tăng trưởng đi các em ơi, tăng trưởng đi. Tăng làm sao được, dung lượng thị trường nó có thế. Nhưng với doanh nghiệp nào sản xuất thì còn phải căn cứ thêm vào một thông tin nữa, người ta gọi là công suất nhà máy hoặc năng lực sản xuất đối với đơn vị sản xuất và lắp ráp. Mình có thể hoạch định ra một cái mức doanh thu rất lớn, nhưng năng lực đáp ứng không có, tìm kiếm outsource không đủ, thì lấy đâu ra mà tăng, có phải không? Đấy, các bạn ạ. Nói về lập kế hoạch doanh thu, nó dài thế cơ mà, nó nhiều chuyện thế cơ mà. Và chỉ cần công ty mà nghiêm túc thực hiện xong được kế hoạch doanh thu, có nghĩa là xong đến 90% của hoạch định tài chính rồi.